Này đẹp quá. Đẹp. Đấy. Đây có cây ổi này, cây cau rất là nhiều luôn. Trên kia là trang trại à? Đường lên trang trại. Trên đấy thì sẽ có cả dê và chó và gà. Đây là ao cá này. Ao cá cá chấm các bạn ạ. To lắm. Đó. Đây là cây bưởi này. Cây bưởi với cả vườn bưởi, vườn chuối. Một hàng rào này là hàng rào lá mơ. Đấy, hàng rào lá mơ, nếu mà có chó, thịt chó ăn thì không phải đi hái lá mơ ở đâu cả. Cây mít rất nhiều luôn. Cây mít. Mùa này mùa xoài. Ô bên kia có cây xoài sai lắm các bạn nhỉ. Nhìn kìa. Nhưng mình sẽ. Đấy, cây xoài đang có quả nhiều lắm. Đấy. Tôm về nhà ông bà ngoại thấy vui không con? Ừ. Thế con gọi bố về đi. Gọi bố về về đây chơi không? Ừ. Đây, nhà của ông bà ngoại xây được cũng khoảng hình như là trước Covid thì không nhỉ? Ờ đúng rồi. Hình như trước Covid các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Đi một vòng sang bên này là Phong Hải có đất rộng này mà một nơi lý tưởng này mà nghỉ nơi nghỉ ngơi khi về già. Đây có quả bưởi rất là đẹp luôn. Đấy. Hoa này. Hoa đồng tiền à hay là hoa gì đấy? Cây trầu à? Cây trầu. Đây vợ vợ mình đây các bạn. Vợ mình vừa ngủ dậy xong. Ngủ ở đây có ngon không? Vợ không muốn dậy. Cây hoa lan tiêu này ở trước nó nhiều lắm này, phá đi nó lại lên đầy mặt đầy. Đầy á? Hoa lan tiêu. Hoa lan tiêu là hoa nào? Để vàng vàng. Đây nơi cây nưỡi hồ này. Ừ. Nhiều cái cây đỏ đỏ nhỉ? Cái đỏ đỏ là cái gì nhỉ? Quên rồi. Hoa gì nhỉ? Đây là sở thích của bà ngoại. Đây là hoa tường vi. Hoa tường vi màu hồng nhá. Sở thích của bà ngoại là hoa hòe. Mà đặc biệt là hoa đồng tiền. Nhưng mà khổ lỗi lại chẳng có tiền. Cây tường hoa tường vi đẹp quá. Hoa gì nhỉ? Hoa gì? Quên mất tên rồi. Đây là dọc hai bên đường. Ui, dọc hai bên đường đẹp quá. Đấy, đây con đường hạnh phúc của ông bà ngoại. Con đường hạnh phúc của ông bà ngoại. Đây hoa đồng tiền, bà rất là thích hoa đồng tiền luôn. Nhìn nó đẹp. Con hoa à? Chết rồi. Nhìn hoa đồng tiền rất đẹp luôn. Ui Khải dậy cái là phải cầm Lego luôn. Con về nhà bà ông bà ngoại con thấy thế nào? Ở dưới đây nóng lắm. Nóng á? Ừ thì nó mới vui. Ừ, tôm nhỉ? Vâng. Đây có con. Ngồi đây để bắt kéo nào. Có ong này. À không phải con. Ngồi đây. Đây ngồi lên, đây là trò chơi cầu trượt vậy. Tôm ngồi lên, tôm ngồi lên. Nó bị rách quần đấy. Bám vào. Rách làm sao được, đấy đúng rồi. Đến lượt Khải. Xong gọi cả Su dậy nữa. Mỗi anh em được một lượt. Đấy. Nhiều mà ngoại rất thích luôn, rộng đất. Nhưng mà thiếu con chó con mèo Khải nhờ. Phải nuôi con chó con mèo nhờ. À chó thì có rồi. Chó 4 con rồi. Ui giời, chó 4 con. Đây. Phong cách của em ngồi có giống con đâu, con ngồi thế. Bấm chắc vào. Em ngồi tròn đi. Đây ngồi sổ.
Trời. Bị sao? Bị ngứa nữa. Làm sao đâu? Ui giời, đấy con ngồi không chắc như thế. Ngồi xuống á. Ừ. Ngồi xuống không? Sao em tôm không kêu? Em tôm không kêu mẹ lôi rồi. Bám chắc vào. Bám vào. Không bám mà mẹ lôi đâu. Đến tôm đi, đến tôm. Không. Con đến nữa em, đến nữa em. Thằng này tôm ngồi chả sao, mình ngồi rách đít. Rách đít. Một lần nữa thôi nhá. Sao bẩn à? Không, nó bị rách rồi. Con sao bẩn à? Nó cầm rách rồi. Đây, đây, đây. Đây em tôm ngồi đây. Tôm ngồi đây. Hả? Có đấy, em trả lời đầy đủ mà. Thế Khải sao lại rách con? Sao lại rách? Hả? Sao lại rách? Đó. Đưa vào trong xem trong nhà này đã chuẩn bị đồ ăn sáng chưa nhá. Đây là khu vực quả mít to nhỉ. Quả mít to thế. Thơm. Thơm mùi mít luôn. Chín rồi đấy, tôm ạ. Chín chưa? Chín rồi. Thơm mùi mít luôn. Được rồi. Tôm đây. Ôi gì đi chợ sớm nhỉ, đã có thịt tươi ăn rồi. Ngon. Đây là món gì? Thịt chiên à? Thịt chiên đấy. Bánh cuốn bún này. Ôi. Đúng món chị Xu thích rồi. Đâu ông ngoại đâu, xem nào ông ngoại đây, ông ngoại. Ông ngoại. Ông ngoại. Ông đâu? Không biết gì. Không. Hả? Ngày thằng này. Ông ngoại, ông ngoại, ông ngoại. Ông ngoại. Ông ngoại thằng nói vào đây là à. Ông ngoại nói đây để chiếu lên tivi. À, thế phải tít ra ông cộng tí nào. Đi lên, đi lên. Ông ngoại đấy. Quay ông ngoại. Cái này quay phim à? Quay phim ấy bố. Dạ. Bố thấy đẹp không? Đẹp. Mấy đứa chiếu hẳn lên tivi luôn đấy. Dạ. Bố đã thấy bố trên tivi bao giờ chưa? Chưa. Có một lần rồi. Hôm nào? Hôm đi cứu nhà ấy. Nhà nào? Lũ lụt ở nhà Hàm Mến. Nhà nước nó về nhà nó nước quay quay phim à? Ừ, quay lên tivi đấy. Lũ lụt lâu chưa? À đây thì. Ừ, cái đợt lọ. Mới đầu năm vừa rồi. Mới đầu năm vừa rồi. Đầu năm vừa rồi chứ nhỉ? Chắc thế. Ba tháng kia vừa rồi. Cái đợt lũ to bự nhất đây. Thế à? Thì hình nào cay nó phải. Này ơi. Để ông bế một tí. Các bạn thân mến, như vậy là mình vừa có buổi sáng vừa có dậy, cũng tranh thủ quay một clip về gọi là quê Phong Hải ha. Các bạn thấy là làng quê Phong Hải có bình yên đẹp không thì các bạn hãy để lại ý kiến của mình dưới video này các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình có những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.